Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến 17 giờ ngày 31 tháng 7, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.441 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, số ca phát hiện trong khu cách ly phong tỏa chiếm 45,2%, phát hiện ngoài cộng đồng chiếm 54,8%. 96 trường hợp đã được điều trị khỏi, có 11 ca tử vong. Trong 139 ca nhiễm mới ghi nhận hôm qua, có 4 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 16 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm, 119 trường hợp trong khu cách ly khu vực phong tỏa, đã truy vết 137 F1, 61 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết. Trong ngày có 26 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định. Các cơ sở y tế đã thực hiện test nhanh 1.737 mẫu và xét nghiệm real-time PCR cho 2.118 trường hợp. Số đang cách ly tập trung là 2.890 người, đang theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà là 6.077 người. Về công tác tiêm chủng, lũy tích đến 16 giờ ngày 31 tháng 7, thành phố Cần Thơ đã tiêm 46.080 liều vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên, công nhân, người lao động trên địa bàn. Trong đó có 6.695 người được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19.